Wow. Nhiều vậy ta? Cái này cho hẳn ba cái cho nó máu. Chết đi này. Ừ. Để chị á, phải thực tập nhiều cho ôi, sao vẫn còn nhiều kim cương? Nhiều lắm, cái này được gửi nó được nhiều cực kỳ luôn. Để làm nhiều ngày ạ? Để làm nhiều ngày, đây. Đó. Cứ bong ra mình vẫn có thể làm được. Đúng rồi, đấy, thấy chưa? Ba cái bảo là đẹp chưa? Thấy chưa? Chị đã bảo rồi mà, thấy xinh không? Xinh mắt. Ba xinh. Chị ơi, móng tay xấu thế. Hôm nay á, chị mới có bộ này rồi này, nhìn đẹp không? Móng tay này, đấy, bây giờ chị sẽ làm móng cho em. Chị mới đi học xong á. Ghép móng vào á? Chị thích ghép móng à? Ừ. Để chị rút ra. Đó, xinh không? Đồ xịn đây. Đồ keo này. Đấy là nọ nhũ đây em. Nọ nhũ à? Đó. Đây là những viên đá. Ừ, đây là những viên đá này. Sơn để em tiếp rồi. Rồi, chị sẽ từ từ chị sẽ làm cho. Yên tâm đi, hôm nay chị sẽ làm cho tay của em đẹp rực rỡ luôn. Đây là nọ nhũ nhỏ này, chị sẽ đánh cho em. Để đây. Đánh xong rồi chị gắn đá biết để không? Em cầm cho. À đây em cầm cho chị. À. Thôi là nhũ. Xinh không? Đấy. Cầm lên nha. Chị gắn những cái viên này lên. Rất là tỉ mỉ. Em ơi đừng động vào người chị nhá. Nó sẽ đổ ra biết chưa? Đây chị sẽ cho ra đây. Và đây là một cái kẹp. Kẹp. Đây chị đi học qua cô giáo dạy phải làm đủ quy trình mới được mà. Rồi bé dã man luôn đó trời. Hơi bé đó nha. Wow. Rất khó quá à. Đây. Đó. 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 Đánh nhũ. Yêu không? Yêu. Hay. Hay chưa? Chị đã bảo rồi chịu khó đợi chị một thời gian à. Chị đi học làm móng về chị vẽ cho. Đấy à, còn nó cứ kêu cơ. Ờ, không chịu đợi chị cơ. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Đấy. Còn đây còn có cả có con ruồi. Ừ, có con ruồi, chạy con ruồi. Đây này. Món tiếp theo. Món tiếp theo. Ừ. Chúng ta làm bên đâu là phải làm được hơn đấy. Cô giáo chị á, khen chị á là khéo tay đấy. Thế cái khăn nên bây giờ phải cho cái khăn vào để không phải nó lên tay. Đấy, đây là một viên kim cương này. Đó. Kim cương màu đỏ. Kim cương màu đỏ. Chúng ta sẽ cho ở giữa này nha. Đó. Cái này á, phải đòi hỏi chúng mình khéo léo lắm mới làm được ấy, thấy chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Úi giời ơi, hôm nay á, tay em cứ gọi là rực cơm mà rỡ luôn. Thấy chưa, chị đã nói rồi, chị có đợi chị một lát thôi, mà chị đã học được rồi. Chị sẽ làm cho em á, gọi là đẹp nhất trường luôn. Bây giờ em thích cái màu gì? Bây giờ em thích cái màu trắng. Đúng rồi, cái màu trắng này đẹp này. Ui, nhưng mà cái này tiện thì xui nhở? Bởi vì nó cũng dính luôn đúng không? Mình dính một cái là được. À. Ừ, xinh à. Xinh không, xinh không? Đây, chị sẽ dán ở góc này nha. Đó. Dán vào cái dính luôn. Đấy. Thấy chưa? Wow. Thêm một viên đá nữa cho nó long lanh nhá. Ừ. Thêm một viên màu xanh xanh này này. Ừ, đấy là viên màu xanh xanh nữa. Vàng vàng này. Đây. Vàng rất là đẹp. Ừ. Chị để công nhận là bây giờ những bộ móng tay thật là xinh đẹp nhỉ. Đó. Dưới này nó có dính sẵn rồi mà nên là dính tiện lắm. Wow. Ô, cái này em đi chơi là cái tay em cũng đẹp dính vào Hello Kitty đấy. Ừ đúng rồi, đẹp chưa? Trời ơi đẹp thế. Cẩn thận nó đổ nào. Ô, xinh quá. Xinh không? Rất thích. Rất thích à? Đúng rồi. Nhưng mà chườm. Chườm để có chị đây đấy. Cô giáo dạy là khi nào nó chườm mình thì cầm như thế là được. Ừ. Bây giờ em thích dính đá nữa không? Màu gì đây? Màu gì? Em thích màu xanh xanh. Màu xanh xanh đây nhá. Đây, cái này màu xanh xanh đây. Có nhiều màu. Ừ. Chị biết là em thế nào cũng thích mà. Nên là chị đi mua cái bộ màu này đấy. Chị biết là em rất thích những cái viên đá lấp lánh này. Đấy. Hôm trước em sẽ bảo với chị là gì đúng không?
này. Cái này mình dán ở giữa luôn. Thấy chưa? Đẹp chưa? Thế nào thế nào? Ưng không? Ưng không? Ưng chứ. Ưng quá đi chứ. Ưng đẹp đẹp. Ưng quá luôn. Ưng lắm luôn ấy. Chị lấy một viên này. À, để chị lấy một cái gì nhỏ nhỏ thôi cho đẹp. Bông hoa đi. Bông hoa hay trái tim? Bông hoa. Trái tim. Trái tim mình chỉ lấy một nửa thôi. Thế thì nó mới đẹp, bởi vì phim đá cho nó chiếm rất nhiều tay chúng ta rồi. Ừ, chị lấy một lê ạ. Đúng rồi, mình lấy một lê, mình lấy một lê. Không đẹp hơn đâu bạn. Tiếp là một viên này như chưa đẹp hơn. Ừ, một viên đẹp đúng không? Ngon út thì sao? Bé nhỏ nhỏ. Ừ, ngon rút sổ bông hoa nhá. Em thích bông hoa màu gì đấy? Em thích bông hoa màu hồng. Hồng đây. Cái gì có màu hồng? Gì hoa hồng? Trời ơi, cô bé màu hường mà. Đây, ui, bông hoa người ta làm cẩn thận chưa này? Nhỏ. Nhỏ. Đó, đẹp. Cái đồ như thế, chiếm hết rồi đấy. Không chuồm. Đấy. Chiếm hết rồi. Ui, đẹp chưa? Lớp ra lớp bánh chưa? Bên này, bên này, bên này, bên này. Đúng rồi. Có bộ bóng giả mà không đẹp đâu. Làm này đẹp hơn. Ừ. Chỉ phải là mẫu hồng mình sẵn rồi. Ờ, con này con mẫu hồng. Hay đây chỉ là mẫu. Hay đây chỉ là mẫu thôi. Là mẫu hoặc là mình rắn lên đấy thôi. Từ từ. Em đừng nghe gì. Em cứ đụng đậy bởi vì tay em thì thấy xí hết xịu quê. Ôi trời, xí hết xịu luôn. Ừ, đó. Mình sẽ cho một viên màu đỏ nha. Viên này chắc không gãy ra đấy nhỉ? Ờ, chắc không gãy ra đâu. Đấy nhá, từ đấy em không phải đi làm móng nữa nhá. Về nhà có chị làm cho rồi nhá. Đúng rồi là đẹp cực kỳ luôn. Cẩn thận thôi. Đấy, rồi. Cái mũ mua trên. Ờ, mình mua trên luôn. Ừ, này nha. Thế nào chị cứ học thêm á. Vài bộ Hello Kitty thôi chị vẽ cho em nha. Và một viên màu trắng nha. Một viên màu trắng đi cho nó đẹp. Đây là viên này màu hơi vàng vàng. Nhìn nó lấp la lấp lánh luôn ấy. Ôi, chạm ra đây. Chạm vào rồi à? Khô chưa, khô chưa, khô chưa? Chưa. Khô à? Vẫn còn ẩm ướt lắm. Rồi. Đây, chị đánh lại cho. Đấy, xa. Đúng rồi là đẹp cực kỳ luôn. À. Thấy chưa chị nha, hơi bị siêu ấy, mới đi học mà. Cô giáo khen nức nở luôn ấy. Đẹp hơn cô giáo em đánh không? Đẹp hơn. Cố gì nữa. Bởi vì chị là chị của em mà. Đúng không? Cái này chị sẽ cho 3 viên luôn cho mẫu. 3 viên A là được. Được. Cái kẹp, nhìn cái kẹp này nó là khó lắm. Cái kẹp này đúng kẹp là tóc đẹp. Cái tóc á? Cái tóc á? Cái nhựa tóc trắng á? Người ta gọi là cái nhíp em. Có ai người ta dùng là cái gì để rất tóc? Vô quanh vào đâu? Đến là tù của tôi. Sao á? Viên. Cắt vào viên này. Đừng vô. Mà cái máu sẽ đẹp xinh. Hôm nay tao hồi mà đi chơi nha. Sướng nhất em ấy. Chị đã mua về mà chị còn chưa dùng á. Mà chị đã phải làm ngay cho em rồi. Đó. Không nhiều vậy ta. Cái này cho hẳn 3 cái cho nó máu. Chết rồi này. Ừ. Để chị phải thực tập nhiều. Ôi anh. Sao vẫn còn nhiều kim cương? Nhiều lắm. Cái này được gửi nó được nhiều cực kỳ luôn. Để làm nhiều ngày ạ? Để làm nhiều ngày đây. Đó. Mình bong ra mình vẫn có thể làm được. Đúng rồi. Đấy thấy chưa? 3 cái vào đẹp chưa? Thấy chưa? Nó bảo rồi mà. Đấy xinh không? Đẹp hơn mà cho mấy chiếc hình kia ấy nhỉ? Mà cho cái hình kia cũng lạ lạ mà em. Đó. Mùi, mùi như kiến ấy. Mùi như kiến là mùi gì? Mùi nghĩa là mùi như kiến ấy.
ơi, một cái trái tim màu hồng xinh chưa? Ủa mà dễ màu hồng với cô ạ. Dạ, thế thôi mới đẹp. Cái trái gì cô phải ăn? Ừ, trái nó to à. À, dạ, cho kim cương đi. Trời ơi, em chỉ biết kim cương, em không biết kim cương của chị đắt như thế nào không? À, ăn tay một đi. Kệ người ta. Kệ đi nhưng mà kệ. Đấy, trời ơi, tôi làm cho nó mà nó cãi tôi như nhuyễn như nhuyễn đấy. Có phải em vui không? Lòng rất là xinh đúng không? Không cần nhiều ai ghét. Ừ, mốt một men nhìn gương á. Thôi đâu mọi người. Tôi xem nè. Thôi ngồi yên chưa? Chắc phải sao? Ừ. Em mà đi bây giờ nó bị khô lại chúng chị không dám được kia. Cái này á, nó bằng ngựa, nó hơi khó. Ngựa. Đó. Ôi, cái màu đỏ này là đẹp cực kỳ luôn á. Em rất thích màu đỏ. Ôi, nhìn sao chị kia? Không sao, chúng chị thử lên. Yên tâm đi, tay nghề của chị đã gọi là đảm bảo rồi, nhất luôn. Mai em đến trường là em chỉ đẹp nhất trường thôi. Còn nếu xấu thì đấy là việc của em. Liên quan chị. Sao cho em mà? Em chị mới học nghề mà. Chuyện của em đâu là chuyện của em. Xong rồi, chuyện của em. Đó. Ta đưa một viên đi vào cho nào. Hay đồ cái đấy để một viên cho đẹp thôi em ạ. Rồi, hai viên đi. Hai viên nữa. Sao thích nhiều viên vậy trời? Ôi trời! Một viên đẹp hơn! Ừ, em thích nhiều. Đó! Rồi! Đẹp chưa? Chào mừng bây giờ em! Đây là tác phẩm nghệ thuật của chị đó! À mà đôi chiếc đông có phải là móng thật không? Wow. Hôm trước hay là móng giả là cơ đẹp được. Đúng rồi! Mấy hôm trước lại chúng mình gắn móng giả, còn cái này đẹp này đấy! Uầy! Nhìn để lại đẹp thế! Cái lấp lánh chưa? Thấy chưa? Bộ này rất là hay đúng không? Anh cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị chưa? Em cảm ơn chị rồi. Đấy, chị đi học về là chị chủ để phục vụ em thôi, biết chưa? Ừ. Nghe là phải ngoan. Nè. Đấy, trời, đấy là thành quả của chị đây. Chị phải chăm chỉ học hành lắm ấy, lần này chị nhất định là chị học tốt rồi. Để về chị còn làm móng chung chung mà. Nhá, xong lần chung này, chơi xong mình lại cất vào đây. Ốp, hay nhỉ? Trong bữa sau á mình lại vẽ tiếp. Bên này khô rồi. Khô chưa? Bên này khô rồi, bên này chưa khô. Đấy, được rồi, xong rồi bây giờ để chị ngắm cái ạ. Chị ngắm xem thành quả của chị nè. Wow. Uầy, này lấp lánh chưa? Xinh quá. Trời ơi, xinh chưa này? Bởi vì có viên này rất là tiện nhá, mình muốn dán chỗ nào thì dán đúng không? Theo sở thích của mình luôn, đây này, cái chỗ này nó bị thừa thế này, mình cắt đi cái là được. Wow, trời ơi, cái này ba cái này. Đẹp chưa? Lấp lánh nhờ. Ồ. Một bộ phần ấy chỉ rất hay nè. Chú làm nó chỉ một bộ đi, chú có làm được không? Em làm mà. Đấy, trời ơi, mình đi học rồi mình chỉ phục vụ nó thôi à. Em làm cho chị nhé. Em làm cho chị ạ, em bôi bôi nhặn 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 nhặn. Em biết làm nữa. Trời ơi, cảm ơn. Chị biết là em làm cả. Thích không, thích không? Xinh quá à. Thôi, bây giờ đi về đi. Về đi, đi học đi nhá. Hôm nay em được nghỉ. Anh ở đây chơi chị thôi. Chú ơi, em được nghỉ hè, để em nghỉ. À thế ạ? Đấy, ở đây còn nhiều. Ở đây còn nhiều lắm, hôm sau chị lại vẽ cho em nhé. Được móng của chị á. Đây là đồ nghề của chị đây này, đó. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.